khá đây đó hả? Ừ. Tự nhiên tắt ngang cái quay nó không có tu gắt tu ghéo. Gắt tu ghéo thì hết. Cài cài. Đó. Chỉnh ga là coi chỉnh. Nó chạy chút đi. Chưa phát đâu hả? Này mà tao quay lại nha. Có hả chưa? Buông hai, buông cái này, buông hai. Đó, cậu lên xuống rồi hả? Tại vì nó dính cái nó chạy không nổi bắt buộc cái ga tự động nó nhảy lên. Mình thấy mình tưởng là cái máy à, nó bị cái đó đó. Thôi buổi chiều các bạn ơi. Việc nói chung cũng chưa có xong nữa mà bây giờ có ông anh ông điện lại kêu nó bị cái vấn đề gì nữa nè. Thôi mình chạy vô tiếp rồi, tại này ông anh này của ông anh ghế làm bơm nước mà giờ nó mắc kẹt đúng rồi ruộng á. Giờ mình chạy mình coi coi mà anh nó bị gì. Đi các bạn. Thank you.
rồi, vớt gì mau cạn dữ anh vậy. Chưa tới giờ đấy. Chị đó hả? Ừ, chắc nước hay vậy? Mới đi xuống 1 năm giờ cưa cây mới chạy về nè. Hả? Mà, phải đi xuống là thử một tùa rồi. Rồi thử đi. Nó đây đó hả? Ừ. Tự nhiên tắt ngang cái quay nó không có thu gắt thu ghéo. Gắt thu ghéo hết. Coi coi. Rớt máy luôn đó. Má. Không sao cứ tông còn mà. Tông còn phải không? Thì sao lấy gì nhớ từ bên cái ông đó ta. Vậy là để trên đó hả? Để đó không thông báo hết trơn mà. Rồi đó hết vườn còn tôi gắt luôn. Thả lên có khác à. Mực nước cũng cho đâu cho lệch nhiêu đó anh ba? Dòng nước sáng sáng nhiều không? Chưa khóa bự mà toàn. Khóa bự mà nó dính. Nãy là đâu thấy. Đó đó đó, một ngồi vậy đó. Ở trong không ơi, mở trong á, mở trong á, trong lòng chảo á. Hồi nãy nó rớt chỗ nào không biết. Đó, đó giờ, thấy không? Đó giờ ổng mò bả. Hai cây luôn hả? Ừ. Dính hơn hai cây luôn rồi kìa. Anh đi được chưa? Được, cho chạy lại, đi. Chạy lại đi, chạy lại chỉnh lại. Chạy hơi nữa. Mới chỉnh rồi đó. Mới qua chỉnh cái quay thì nó cái chừng dắt này quay là không chạy lên nữa đó. Chạy nữa nè. Bu ra lấy hỏi coi có được rớt không? Đó, đi đó. À, nó dính bằng bút le. Mà lên. Trong đời mày lên. 19 luôn coi. 19 hả? Rồi. Đây là cái bố máy vỏ à, chiều hai chồng với đứa con mình chơi được rồi. Rồi rồi. Vỏ mình vừa nè. Cái bóp nhớt anh đâu toàn nó muốn dính còn nó toàn ơi không. Cái mớp nhớt nhỏ tò đâu. Sao không lấy? Tao đưa ông lấy. Chạy cò con gan. Nó dính đặt cò luôn rồi. Hello. Chúng tôi
bỏ gì nó chạy hoài à, chứ có dạng không mới làm chạy nóng rồi nó còn mở lên nữa, không phải là để nguội như nãy giờ, chắc chạy nóng rồi nó tiêu lâu quá coi vậy đó. Tại vì nó đâu có dính vào đâu đâu. Nó mà lên ga, nó lên ga cái hồi nó xuống. Thì nó chạy không nổi nó mới xuống á. Xuống ga. Nó chạy không nổi, nó mất hơi á, rồi ổng phải tự động không phải bật lên. Nó nhẹ các bạn ơi. Không nhỏ là đây chiều dính nữa. Nó sớm đi em báo còn. Có biết đâu, tính tròn nhỏ nhớ. Đâu có, nước thì sớm. Thấy không? Tại vì bình thường vậy nè. Nước thì sớm nó dằn xè dằn nó còn dễ dính hơn nữa. Ta đặt mấy câu cao lên chịu gì, câu cao lên cái gì ta hạ xuống mới chìm lên rồi đó. Có gì đâu, giờ mình đi cho mấy em kia chạy cạn khỏi đi, mình chạy cái này hết rồi, hút ống chén rồi. Chắc này mình đậu mình ăn cũng ăn 22.000 lít á, khỏi chạy khỏi xuống dầu tiếng nữa, 22.000 tiếng đó. Mấy chị tôi mời tôi lên đâu có lên họ chịu đi ngang thôi, mày nghỉ luôn đi. Nãy có đi kiểm tra không? À, không à. Nó kiểm tra mẹ chưa đi đâu, tới 7 giờ nó đi. Chắc lại nó mới xin mới bị mấy bạn à, gì đó. Gì đó phải không? Điều bữa hổm cộng máy đen đó hay gì tám hay không? Nào anh đây. Cái máy dưới máy đặt đây nè. Cái máy đen đối với nó sơn, bữa nay sơn màu đỏ lại, nó đỏ. Cái treo trên đen mà. Cái treo cái khác lên mà anh ba ơi. Tới 4-5 cái lần. Nên chạy đâu nhỉ kìa. Thử mà. Cái nhỏ lớn đủ cỡ chứ. Lâu thử máy luôn rồi. Còn mấy cái máy 2, máy 3 nữa mà chưa không á. Dịch máy tắt. Máy đây. Nó không tính tắt mà tính số. Số 9, số 11 chứ. Vô kinh không dám chạy. Chứ sao không chạy ca lớn nó đùa táp qua chừng 2 thước gì đó. Nó tạt á. Lâu mà nó những chân dịch mà lỡ nó hỏng lên mặt nước nó tụa cái vỏ luôn không lên. Dịch đó nguy hiểm lắm đó. Bắt nước quá bắt là lên nó đi luôn phải không? Cái lớp nào sợ bị la nữa. Tại đêm nay đi dám lò đê đó rồi. Cũng chơi là chạy đêm nay là đủ đi cái lót hết á. Nó giữ bó. Sớm nó ba dằn nước sạch sẽ vô. Nó làm sợi dây rồi cột treo nó luôn đi. Lúc này mà cha ơi, nó tối nhỏ. Để dưới đi chứ đừng treo lên. Đó. Rồi nãy nó mất luôn cái này luôn. Đây. Nhỏ đây nữa nè. Dính ở đây nữa nè. Không có đâu. Ở đây luôn. Cũ cũng được, không cần nhấc mới. Bảo à. Nhỏ qua 10 rồi bây giờ. Chưa nghe. Nó cái luôn. Qua 10 rồi. 10 đâu mà 10. Nó liền 10 luôn. 6 7 bình thường phải không? 7 luôn. Nó nhỏ liên tục nha Tòn, tại tiện bóp. Đó chắc này bạn Tòn quay lại nha. Rồi quay luôn. Có hơi chưa? Buông cái đây. Đó, đầu lên xuống rồi không? Tại vì nó dính cái nó chạy không nổi. Cái ga tự động nó nhảy lên. Rồi mình thấy mình tưởng là cái máy à, nó bị cái đó. Rồi anh quay viết anh quay một hồi á, nó không chạy á. Cái đầu ba cái dầu phun nó chảy ra vô lửa. Anh tưởng là nhất là. Ba dầu mình quay hoài nó bơm dữ lắm, ép nó bơm mạnh á. Cái đầu quay hoài chảy ra vòng. Cũng hết hồn. Trời ơi, nước lên yếu anh vậy?
nước liếu à. Lớn mà chút nữa đi cho nước lên đi Toàn ơi, lỡ nước nhẹ mà không sao. Vậy cho lớn hơn chút không hao dầu hơn nhiều nha. Gà, gà nhỏ nó chạy gán quá. Cũng như cái xe mình á, cái xe mình anh thấy gì nha, cái xe tay ga mình á, anh chạy ga nhỏ nó hao hơn là ga lần trận đó nha. Tại vì nó nặng, nó bự không à. Cái kia đâu có chết rồi đó, hao. Nước không giữ chứ. Hôm nay chắc nhà chạy hơn rồi. Mới hàng đó, lấy cái bọc cũ rồi đó, một lúc cái máy chạy chị Ngọc đó. Mày sửa lại hả? Cắt ra rồi mổ ra làm lại. Hai hàng. Tồn. Tao hả? Để anh xe luôn rồi. Trời ơi. Bại hại quá ta. Chạy gì cũng đâu nặng máy đâu anh Bảy. Dạ, yeah, nhớ nhỏ liên tục nha Toàn, bây giờ nó trước rồi đó, nó không còn bóng nữa đó. Nó trước cái mặt trời. Mà cái lò xo hơi yếu. Chạy đẹp mà nấu bình minh luôn, chạy ngon đó. Trời. Cái ống ngủ đen không chạy mệt. Không có đen, không có đâu. Bình minh đen. Đen, đen cũng trong mà mình được tháo ngoài à. Chết nữa rồi, tại vì nó. Mà nó lớn không? Nếu mà ống đen lớn thì còn đã, ống đen mà nó rõ nó bó. Nó gị dữ lắm. Ờ dữ rộng mà. Dư. Chứ mũ đen là nó không láng, anh nặng chạy lắm. Chạy nặng lắm. Bình minh là chạy nhẹ. Này ống mũ đen. Không, không, đủ đen có hai loại nha, loại láng, loại sừ. Loại thằng thằng. Cái loại mà ống mũ đen mà nó sừ đó ha, anh lấy cái khoan khoan mò chơi mũ khoan anh luôn đó. Mà cái loại đó mau bể quá, nó giòn. Tạ ra ba đó tạp như giữa đường rồi đó anh Bảy. Lộn vô trên đó. Mà nó ép ép là nó bể ra luôn à. Nó vậy. Ngày cấp 6, ngày cấp 7. Mà chuẩn bị tới giờ đặt ở đây chứ không đẹp. Mấy ống kia xẹp banh ở trên. Nó banh rồi anh làm rồi, cỡ nào cũng banh. Anh lật ngược lại cái tự dự nó xẹp chiều kia. Làm phép lại rồi. Ở trên kia. Cái thằng này nó chéo hơn nè trời. Dạ. Đào ra đó. Mũ đen nó cũng có đen tốt rồi sao cũng như dây gân vậy anh Bảy. Dây gân đen á. Có dây gân đen anh bẻ ra cái nó gãy hết trơn như đó. Còn dây gân đen. Chưa. Chưa. Để đi. Cái máy bơm mà càng ngày nặng nặng chạy nó kẹp nó ốp chạy không nổi luôn, đào luôn chết, đào lên rồi nó đùng rồi đó, đặt con cái giờ được hai bên hai cái nó béo. Chắc chạy đêm nay nữa chắc muốn cạn anh chơi hả anh Bảy? Chạy này nè Toàn, lâu lâu xả ốc dưới cho nó ra ba cặn ốc nước chứ làm gì là đóng cặn dính lại chạy này để bên mình nước hả? Thôi con ốc ở dưới vàng vàng ở dưới dạ đó. Thì mở ra cái lấy cái cây sôi 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 lên. Nó mà lúc nãy nẹn nó cái máy chạy nó nặng dữ lắm. Nó không nổi á. Trời nãy giờ chắc cũng mời lắm nè, nhớ tùm lum chứ. Đây làm đại cũng không dễ ăn đâu nha. Hả? Không có chạy không? Giật cái chạy liền. Đâu, không giật trời. Giật lòi vào đây luôn đó, không giật. Lú cỏ tùm lum đó. Tới chiều nay là con Toàn lú to luôn rồi nha. Chiều nay là lú to à. Nhớ nhỏ liên tục nha Toàn. Đây tối nha cho nó trơn lại. Nó sùi lên. Đâu có vấn đề gì đâu. Máy ta chạy mức được mà. Gà của hoa có gì đến. Đã ha. Gà đá đổ cái gì.
lần là bỏ lại thiếu bí quyết mà. Dạ không, chắc là dịch à thiệt. Con xe à? Xe hả? Dạ. À, giờ anh ba giờ nè. Anh em mình đi xíu đi uống cà phê rồi thì tối lên. Thôi, thôi giờ em rút quân nha. Anh đã về nè. Thôi, tôi đi lên cà phê tôi ngủ. Dạ, anh còn cá ngã chảnh nữa ha. Tôi chịu tôi lên chảnh về. Không có, tại vì Toàn, anh biết sao, Toàn nó nói anh Tám tối nhà lãnh quẩn nhà không à. Cho đi cho, cho đi để cho vòng cho nó thoáng mát rồi. Dạ dạ. Dạ không nổi anh ơi. Nhỏ cho nó dữ dội đó. Nhỏ nó có vỏ đó.
rồi bị nạn. Ôi dính con rắn các bạn ơi. Ôi dính con rắn chết sình, hàng chi. Em quơ dân dịch hết trơn.
Rồi xong phiên các bạn ơi. Đây là cái dòng F6. Cái máy đó thì vừa mới làm các bạn, không có quay một đoạn phim, nhưng mà tại vì cái thẩm nhớ nó bị đầy á, nó chích, nó đơ, nó không có xuất phim được. Bữa nay nghe cái hung tin là anh nó nói tự nhiên nó chạy ra tự động không được. Rồi hồi nó chạy lung tung lang tang hết trơn hết trứng. Rồi anh nói ra nhớt bộ lửa nữa. Mình thấy là tin chẳng lành các bạn ơi, tại vì khi mà mình bằng cái máy á, mà nó ra nhớt bô á, là thứ nhất là bạc không kính nè, thứ hai là có thể là nó bị đứt bích tông thì nhớt nó mới lên. Bây giờ nó không có hơi nữa, tại vì nãy mình có kêu là vỗ cò rồi mà anh vỗ cò nó vẫn không hiệu quả đó, thành ra mình chạy xiết lên ai về đâu. Em nó chạy nước nó vô bạc cò, nó dính bạc cò luôn, tại vì cái ô cò mình mới tiện rất là bót luôn. Đó. Phải chịu thôi. Ôi ôi vừa hết xăng luôn các bạn ơi, quá hên. Rồi mình lên cái mình lắc cái mình nhỏ nhất vô cò chạy ngon lành, không có gì hết. Máy này cái nó đã chạy 20 mấy năm rồi, nhưng mà mình máy lại thì nó chạy vẫn ok các bạn, không có vấn đề gì. Cực chặt là cái vụ mà đặt cò mới tiện mà không nhỏ nhớt thôi. Đây nè, cái này nè, cò trần nữa đó, không nhỏ nhớt cái lụm đạn liền. Đây. Giờ tiếp tục công việc nữa các bạn ơi, tạm biệt các bạn ha.